Đây là một chương trình airdrop diễn ra trên sàn PancakeSwap khi quý vị phát sinh giao dịch và quý vị thêm hoặc là remove thanh khoản trên sàn Pancake từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10. Nhưng quý vị sẽ nhận được cái token SOI, nó chạy trên cái mạng lưới Canito. Ok. Để tham gia cái chương trình airdrop này thì quý vị cần phải có cái ví MetaMask. Trường hợp quý vị sử dụng smartphone, quý vị có thể tải ví MetaMask. Rồi quý vị truy cập vào địa chỉ là soi.finance. Và trước khi tham gia, quý vị nên tìm hiểu kỹ về cái mạng lưới Canito. Tất cả các thông tin về cái chương trình airdrop thì quý vị có thể tìm kiếm trên Telegram này, Twitter này, Nico, Facebook hoặc là Medium. Rồi, và như ở tiêu đề quý vị cũng đã thấy, chương trình này nó chỉ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 10 thôi. Khi quý vị có giao dịch swap trên sàn Pancake và thêm thanh khoản trên sàn Pancake đó. Và cái token quý vị nhận được là SOI, họ sẽ trả quý vị trong vòng 180 ngày. Ok, bây giờ quý vị hãy vào SOI airdrop này. Ở đây quý vị cần phải add cái mạng lưới Canito vào ví MetaMask của quý vị. Chọn vào Add to MetaMask. Rồi quý vị đăng nhập. Chọn Add Token này. Ok, đã add. Rồi quý vị chọn vào Connect Wallet. Chọn vào Switch Network này. Rồi, đã connect và thêm cái mạng lưới Canito. Việc tiếp theo là quý vị cần phải vào cái sàn PancakeSwap. Ok chưa? Tôi sẽ vào sàn Pancake. Rồi, thì để nhận được cái token SOI, quý vị cần giao dịch swap trên cái sàn PancakeSwap. Và quý vị lưu ý, SOI thì nó chạy trên cái mạng lưới Canito mà quý vị vừa add vào rồi đấy. Còn Pancake thì quý vị có thể swap. Đây, tôi sẽ connect ví này, chọn này, link này, connect này. Switch Network này. Rồi thì quý vị hãy vào cái sàn này để quý vị hoán đổi các token cũng như là quý vị thêm thanh khoản. Thì trong vòng 15 ngày, 16 ngày này quý vị sẽ nhận được cái token SOI, nó chạy trên cái network Canito. Nhưng quý vị swap trên cái sàn Pancake này thì nó là cái mạng lưới BEP 20 đó. Về cái vấn đề swap như thế nào, quý vị chưa biết thì quý vị có thể tìm những video trước, cũng như là cách để mà thêm thanh khoản. Ở những video trước tôi cũng đã chia sẻ đó. Thì cái SOI này quý vị sẽ nhận được và họ trả trong vòng 180 ngày. Mọi thông tin thì quý vị nên tìm hiểu thêm từ trên Medium hoặc là Twitter
Ok, đến đây tôi xin kết thúc video này.